Em xin chào tất cả mọi người, chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì ở cái video này, em sẽ thông báo cho mọi người cái thông tin thưởng cũng như điều kiện để chúng ta nhận được cái đồng C3 từ cái sàn Remitano nha. Rất là ngon mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái app cũng như là cái sàn Remitano. Thì những anh chị nào mà chúng ta đã đào Renet thì cố gắng chăm chỉ chúng ta đào nha. Còn những anh chị nào mà chúng ta chưa có làm á, thì chúng ta tranh thủ đào khoảng tháng 8, tháng 9 năm nay là họ sẽ bước vào mainnet, là lúc đó đã list sàn bán có giá nha mọi người. Rồi thì về cái thông tin mà chương trình Unwrap cho C3 thì em sẽ chia sẻ cho mọi người như thế này. Hiện tại cái sàn Remitano này nó có hai cái phiên bản, một cái phiên bản mới thử nghiệm và một cái phiên bản cũ. Em đang sử dụng cái phiên bản mới nên khi anh chị vào nó sẽ như thế này nha. Rồi chúng ta sẽ vào cái diễn đàn theo phiên bản mới nè, chúng ta nhấp vào cái chỗ diễn đàn phía dưới, mọi người thấy không ạ? Đây nè, đó. Rồi anh chị nhấp vào cái chỗ chữ tất cả này có mũi tên đi xuống, chúng ta nhấp vào. Mọi người chọn cái chữ thông báo giùm em. Ở đây mọi người sẽ thấy thưởng nóng đại sứ Renet từ cấp 3 trở lên đúng không ạ? Đó. Còn nếu trong trường hợp chúng ta là cái sử dụng cái phiên bản cũ thì như thế nào anh chị? Thì phiên bản cũ á, chúng ta vào, chúng ta nhấp vào cái ba gạch ngang phía trên bên trái này nè. Anh chị nha. Phía dưới này nó sẽ có cái chữ diễn đàn. Nó sẽ có cái chữ diễn đàn này chúng ta nhấp vào. Thì khi chúng ta nhấp vào cái chữ diễn đàn á, chỗ này nó sẽ hiển thị như của em như thế này nè. Nó sẽ hiển thị xuất hiện cái chữ thông báo mình nhấp vào cái ở đây, nó hiển thị tất cả đúng không ạ? Rồi mình sẽ nhấp vào chữ tất cả và mình nhấp vào thông báo nha. Để chúng ta đi đến cái thông tin về cái điều kiện nhận C3. Bây giờ họ thông báo như thế này, thưởng nóng đại sứ Renet từ cấp 3 trở lên ha. Em sẽ nhấp vào nha mọi người. Em đọc cho mọi người thông tin cái airdrop này cũng như cái phần thưởng này và cái điều kiện chúng ta được nhận. Sau đó em sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để chúng ta xác nhận để được nhận cái đồng C3 này. Rồi. Thưởng nóng đại sứ Renet từ cấp 3 trở lên tại Remitano Network. Renet, chúng tôi trân quý sự ủng hộ của bạn trong mỗi phiên đào và từng nỗ lực nhỏ nhất của bạn trong việc mở rộng tuyến dưới. Điều đó góp phần tạo nên giá trị của mỗi token Renet. Vì thế, kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2022, để tri ân sự nỗ lực của các miner đã mở rộng tuyến dưới, những đại sứ Renet từ cấp 3 trở lên sẽ được thưởng nóng tới 360.000 C3 một lần duy nhất ở mỗi cấp. Về cái chi tiết chương trình đó, các đại sứ đạt từ cấp 3, cấp 4 và cấp 5 sẽ được thưởng nóng một lần duy nhất ở mỗi cấp như sau. Thì sau khi em thông báo cho mọi người cái lệ thể lệ của cái điều kiện này, em sẽ cho anh chị xem là chúng ta đang ở cái cấp độ mấy để chúng ta biết nha. Thì họ chia làm 3 cấp và tương ứng với mỗi cấp chúng ta sẽ được nhận cái lượng C3 nhất định. Đại sứ Renet cấp 3 được làm 120.000 C3, đại sứ Renet cấp 4 được làm 240.000 C3, đại sứ Renet cấp 5 được làm 360.000 C3 nha. Rồi. Lưu ý quan trọng, ở mỗi cấp bạn chỉ được nhận bonus một lần duy nhất. Chương trình sẽ kéo dài đến khi chương trình khai thác Renet kết thúc. Remitano Network có quyền đơn phương trước quyền bonus của bất cứ đại sứ nào nếu phát hiện bất cứ hình thức gian lận nào để đạt được cấp đại sứ. Ở đây tránh tình trạng là chúng ta tạo những cái nick ảo ha, rồi chúng ta lấy rep. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta một người nhưng mà chúng ta sử dụng quá nhiều tài khoản thì họ quét á, những cái thông tin mà cùng một cái tài khoản có thể là họ sẽ khóa bỏ và xóa nha. Nên anh chị lưu ý cái vấn đề này cho em. Rồi cách thức nhận bonus. Nếu bạn đã là đại sứ cấp 3 trở lên, hãy đăng ký nhận bonus theo form dưới đây. Bonus sẽ được cấp phát theo từng tháng theo danh sách đăng ký. Chúng tôi sẽ cấp phát bonus vào đầu tháng tiếp theo, dự kiến trong khoảng 7 đến 10 ngày đầu tháng. Là họ sẽ phân phối trong vòng khoảng 7 đến 10 ngày, từ ngày 1 tới ngày 10 đầu tháng nha mọi người. Ví dụ khi bước sang tháng 6 thì chúng tôi sẽ cấp phát cho những người đăng ký trong tháng 5, cụ thể là đến hết ngày 30 tháng 5. Tức là ví dụ trong ngày 30 tháng 5 này em đăng ký bất cứ cái ngày nào thì qua tới cái ngày 1 đến ngày 10 tháng 6 thì họ sẽ trả cho em. Tiếp theo, khi bonus được cấp phát, bạn sẽ thấy có thông báo trên app Remitano tại ký hiệu quả chuông và một tiếng ring ring. Đó, chúng tôi hy vọng đây sẽ là sự công nhận mang ý nghĩa tinh thần lẫn vật chất cho các miner.
tích cực đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng Rainet cũng như Remi Tano Network Blockchain. Tiếp theo, em đọc một cái nữa nha. Mọi thắc mắc về việc khai thác Rainet sẽ được giải đáp tại trang hỗ trợ của Rainet. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ 24/7 của Remitano qua phần chatbot ở góc bên dưới màn hình, đồng thời tham gia Telegram channel của Remitano Network để nhận được những thông báo mới nhất từ Rainet. Rồi đây là cái thông tin ha, tức là những anh chị nào mà chúng ta đã đạt được từ Rainet cấp độ 3 của đại sứ trở lên sẽ được nhận. Còn những anh chị nào mà chúng ta chưa đạt cấp 3, chúng ta chỉ mới cấp 1, cấp 2 thì thôi, chúng ta cũng sẽ tranh thủ tuyển rep theo cái đường link của mình để chúng ta được nâng cao cái đại sứ và chúng ta được tăng tốc độ đào cũng như là được cái phần thưởng này. Bây giờ mình sẽ vào nha mọi người ha. Rồi anh chị sẽ vào ở phía trên này, đây nè. Cách kiểm tra xem cấp độ đại sứ của bạn, mình nhấp vào nha. Anh chị nhấp vào. Không, ở đây nó vào nó khó quá mọi người. Em sẽ nhấp quay lại. Anh chị nhấp vào cái ba gạch ngang phía trên bên trái này nè. Mình nhấp vào cái chỗ là kiếm Rainet nó dễ hơn. Phía trên này 855 là tổng số Rainet em đào được đúng không ạ? Đó. Phía dưới này thời gian. Rồi tiếp theo, tiếng dưới của em nè, anh chị nè. 54 đang hoạt động và 65 tạm dừng. Tìm, anh chị nhấp vào cái chữ là tìm hiểu cách hoạt động nha, nó nằm phía dưới cái chữ đại sứ Rainet, kiếm Rainet với 5 cấp đại sứ chúng mình nhấp vào. Đây, anh chị xem này. Cách tăng cấp đại sứ của bạn. Cấp độ 1 nhận 50, cấp độ 1 nhận 20% Rainet từ bạn bè cấp 1. Cấp độ 2 nhận 25% Rainet từ bạn bè cấp 1 sau khi bạn xác minh thành công KYC cấp 2. Tức là sao? Là anh chị phải là cái người đã xác minh xong cái cấp 2 của KYC, là xác minh danh tính, họ và tên đó mọi người ha, và chụp ảnh đó, chụp chân dung đó. Cấp độ 3 là chúng ta nhận 33% Rainet từ bạn bè cấp 1 khi đạt ít nhất 5 tiếng dưới đã hoàn thành KYC cấp 2. Trước tiên bạn phải cấp 2. Như thế này nè, tức là anh chị phải có được cấp dưới của mình đó là 5 người đã KYC thành công cấp 2 ha, và mình cũng phải đã KYC cấp 2 xong nha mọi người. Cấp độ 4 nhận 41% Rainet từ bạn cấp 1 và 5% Rainet từ bạn cấp 2 khi đạt ít nhất 20 tiếng dưới đã hoàn thành KYC cấp 2. Đó, muốn lên được cấp 4 á thì phải có 20 tiếng dưới KYC xong bước 2 cấp 2. Cấp 5 nhận 50% Rainet từ bạn bè cấp 1 và 10% Rainet từ bạn cấp 2 khi đạt ít nhất 50 tiếng dưới đã hoàn thành KYC xong cấp 2. Nhà anh chị ha, nó cũng tương đối khó. Rồi là như vậy, thì anh chị xem để chúng ta biết là chúng ta hiện tại có bao nhiêu rep và rep của chúng ta là bao nhiêu đã KC xong cấp 1, bao nhiêu KC xong cấp 2 nha mọi người ha. Anh chị nhìn sẽ biết. Rồi mình sẽ quay trở lại nha, chúng ta quay trở lại này, quay trở lại chúng ta vào cái phần diễn đàn, chúng ta nhấp vào tất cả, chúng ta chọn cái thông báo đăng ký khá là dễ anh chị, đăng ký cái nhận cái này rất là dễ. Mình nhấp vào cái biểu tượng thượng nóng đại sứ, anh chị kéo xuống, anh chị sẽ thấy này nè, anh chị nhấp vào cái này, cái liên kết này mọi người ha. Đó. Chúng ta điền form. Ở đây nè, họ chỉ hỏi mình câu đơn giản thôi, bạn đang là đại sứ cấp mấy? Thì đó, như em đã nói, cấp 3, cấp 4, cấp 5 thì chúng ta cấp nào chúng ta nhấp vào cấp đó, rồi chúng ta nhấp vào cái chữ submit. Thông tin của bạn đã được tiếp nhận khi bonus đạt. Khi bonus được cấp phát, bạn sẽ thấy có thông báo qua email và trên app Remitano tại kết quả chuông và bọc tiếng tinh tinh. Nhớ bật thông báo trên app Remitano nhé. Đó là như vậy ha, em sẽ quay trở lại. Thì khi mà cái thông báo có nhận được cái đồng Shiba thì họ sẽ thông báo cho mình một cái tin nhắn, và đồng thời họ sẽ gửi cho mình cái tin nhắn về cái email, và cái Shiba sẽ được gửi
được trả cho mình ở trong cái quý của cái sàn Remitano này luôn nha anh chị nha. Thì chúng ta có thể chuyển về cái quý Chocolate MetaMask, hoặc là chúng ta có thể bán trên đây, hoặc là chúng ta chuyển sang cái thằng sàn khác cũng được đó. Đó là như vậy. Sẵn đây em nói luôn thì tổng cung của Remitan của Renet này theo như em biết nó rất là ít ha, tại vì cái tốc độ đào nó mà anh chị thấy này, tốc độ đào của nó một ngày chúng ta như em chỉ được có là khoảng là 0,5 thôi. Này cái chỗ nè em 0,05 Renet trên giờ thì 10 giờ em được 0,5, thì một ngày em được một 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 phẩy mấy cái đồng Renet. Và hiện tại đào rất là lâu nhưng chỉ tổng đào được chỉ có 23.641.521 thôi, nên là anh chị chưa đào thì đào. Còn những ai mà đã bỏ rồi á, ở đây có chữ 65 tạm dừng nè, là 65 người đã nghỉ, đã không đeo nữa ha, không kiên trì được thì quay trở lại làm cho em đi. Làm sớm á, thì chúng ta còn có cái để mà ăn ha. Anh chị bỏ sau này mà nó đã có giá rồi á, anh chị bên đây đào nó rất là ít, thậm chí là không được đào luôn, thì đừng có bảo tại sao mà chúng tôi đào ít quá nha. Đó là em đã chia sẻ cho mọi người tất cả rồi, còn lại là do anh chị thôi. Rồi cái vậy cái mà đào cái Rainet này thì họ đã bước vào cái Tenet, là họ đã cho chúng ta tạo ví rồi điền form rồi chuyển các ví tóc cành qua lại với nhau rồi ha. Em cũng đã làm rồi, anh chị vào cái đường link ở phần mô tả mà chúng ta xem để chúng ta làm từng bước nha. Và có thông tin mới thì em sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người, cũng như nếu như nhận được C3 thì em sẽ chia sẻ nha. Và anh chị nào mà chưa được đại sứ cấp 3 thì lấy cái link á, chúng ta tuyển ghép cho nhiều vào thì chúng ta sẽ được thôi, mình phải bỏ công sức cho mọi người. Em xin phép dừng cái video tại đây nha.